Vâng, xin chào các bạn, lại là mình là Xuân Siêu Xe đây. Thì vừa rồi cộng đồng mê siêu xe Việt Nam vừa nhận được một tin khá buồn. Đó chính là việc doanh nhân Nguyễn Ức Cường chính thức tạm biệt hành trình siêu xe. Một chương trình mà anh đã đồng hành gần 10 năm qua. Nói chung là nghe đến đây rất là buồn luôn các bạn ạ. Thì theo như anh Cường chia sẻ, cũng đã gần 10 năm kể từ ngày hành trình siêu xe Car Passion được bắt đầu. Nơi mà những chủ nhân của những chiếc siêu xe, siêu sang và cả những người hâm mộ của những ngày được tận hưởng không khí náo nhiệt, hoành tráng. Và đặc biệt là thỏa mãn niềm yêu thích xe cộ của chính mình. Bản thân Cường cũng rất vui khi kết nối được nhiều người có cùng đam mê và cùng nhau chia sẻ hành trình cũng như những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ đó. Trải qua gần một thập kỷ kể từ khi bắt đầu hành trình Car Passion, những người tham gia cũng có thể được coi là thế hệ đầu tiên chơi siêu xe tại Việt Nam. Cho đến nay, sự phát triển của đất nước cũng như thị trường hội nhập tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho những người đam mê xe có cơ hội trải nghiệm cũng như sở hữu những chiếc siêu xe một cách dễ dàng hơn. Cùng với đó, anh cho biết thế, hành trình này không những kết nối, lan tỏa đam mê và truyền những năng lượng tích cực đến thế hệ trẻ tiếp theo ở trong nước, mà còn ghi được dấu ấn và tiếng vang trong khu vực các nước láng giềng. Và đây là một trong những cách để gây tiếng vang đến các hãng siêu xe tầm cỡ thế giới. Chính vì vậy, theo anh Cường, các hãng xe đã dần đặt showroom, workshop bảo dưỡng để phục vụ người Việt. Đó là điều mà mười mấy năm trước khi Cường mua những chiếc siêu xe đầu tiên của Việt Nam không có được. Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Sau gần một thập kỷ gắn bó, doanh nhân Nguyễn Ức Cường cũng chính thức rời hành trình siêu xe. Lý giải về việc này, anh cho hay không phải do anh không còn đam mê với siêu xe, với tốc độ mà trong thời điểm này anh cần phải tập trung vào những mục tiêu khác. Nay Cường xin nói lời tạm biệt đến hành trình siêu xe, là nơi luôn để lại những kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây tràn đầy niềm vui. Niềm đam mê xe thì luôn còn đó, nhưng Cường đang có những mục tiêu khác cần phải tập trung hơn. Hy vọng các bạn trẻ, những người có cơ hội sẽ vẫn tiếp tục tạo ra những hành trình đáng nhớ, kết nối mọi người như hành trình siêu xe Car Passion mà Cường và các bạn đã làm nhé. Cảm ơn tất cả những người bạn, người anh, người hâm mộ đã cùng đồng hành với Cường trong thời gian qua nhé. Doanh nhân này nhấn mạnh. Hành trình siêu xe Car Passion đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 do hai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nhựa, tổ chức. Tại thời điểm đó, đây được coi là một sự kiện siêu xe chính quy đầu tiên và quy mô nhất nước ta thời điểm ấy. Sau hơn 7 năm im hơi lặng tiếng, hành trình này chính thức quay lại vào năm 2018. Và được tổ chức thêm lần nữa vào năm 2019. Năm nay, hành trình siêu xe Car Passion năm 2020 được đổi tên thành Asian Rally 2020 do có sự quy tụ của đội hình Gelatin trở về từ Mỹ. Theo lịch trình, Asian Rally 2020 được mở rộng thêm đến Lào, Thái Lan và Campuchia. Hành trình Asian Rally 2020 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 10 2020 tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hành trình này đã bị hoãn tạm thời. Vâng, thì đây cũng là một tin khá buồn với những người hâm mộ siêu xe tại Việt Nam. Hy vọng chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội chiêm ngưỡng hành trình siêu xe khác trong thời gian tới. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm những clip về siêu xe thì đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như là bật chuông để nhận được thông báo mới nhất nhé. Và đừng quên lên Autoro thường xuyên cũng như là fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa XSXO Automotive Photography để cập nhật thông tin mới nhất về siêu xe nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tới. Xuân Siêu Xe xin chào. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài là